tu luyện là gian khổ, vậy tại sao vẫn có nhiều người chịu khổ để tu luyện? Ngày xưa có câu chuyện kể về những người tu luyện lấy hòn đá đè lên chân để luyện. Bây giờ cũng vậy. Ngồi thiền cho đúng và đẹp là hai chân song bàn, một mặt lùi và cẳng chân đặt nằm sát mặt đất. Điều này cũng không dễ làm, cần phải có sự kiên trì khổ luyện. Pháp Luân Công cho rằng bệnh của con người là do nghiệp của bao đời tích lại mà thành. Nghiệp là do con người khi làm những điều xấu, điều ác mà nên. Tu luyện Pháp Luân Công là để tiêu trừ nghiệp lực của bản thân, đạt đến trạng thái thân thể khỏe mạnh, vô bệnh, tinh thần thăng hoa. Trong 5 bài tập của Pháp Luân Công, bài thứ 5, Thần Thông Gia Trì Pháp, luôn là bài khó vượt qua nhất đối với mỗi học viên. Bài này yêu cầu phải ngồi song bàn. Ban đầu chân còn cứng thì có thể ngồi đơn bàn, nhưng cuối cùng vẫn là phải song bàn. Và thời gian tối thiểu để có tác dụng tốt của bài 5 là 60 phút ngồi song bàn thiền đà tọa. Đa số những người mới tu luyện thì bài 5 quả là một khó khăn. Mỗi ngày cố kéo bàn chân nhích từng chút một rồi mới gác được lên chân kia. Gác được chân lên rồi có khi lại bị tuột xuống. Nhiều học viên phải buộc để giữ chân hoặc phải treo chân lên. Có người chỉ mới ngồi xong bàn khoảng 10 phút là đã đau buốt không chịu nổi, lại gỡ chân ra. Kiên nhẫn mỗi ngày chịu đau một chút, thời gian giữ chân xong bàn có khi được tính bằng từng giây cố gắng. Kèm theo đau chân, cái đau buốt tận hông, xuyên lên lưng, lên khắp thân thể khó chịu vô cùng, vì bàn chân nhiều người còn bị tím, đen. Có người bàn chân đen xì như mực tàu, người khác nhìn sẽ cảm thấy rất sợ. Đó là khi nghiệp lực được đẩy ra. Nôm na có nghĩa là khi chân bị đau, tím, đen, tức là lúc đó một chút xíu bệnh nào đó trong con người mình đã được tiêu trừ. Bởi vậy mọi người đã có thể hiểu được vì sao mà những người tu luyện Pháp Luân Công đã cố gắng từng giây phút chịu đau để vượt qua được bài thiền định đà tọa 60 phút rồi chứ. Đây là hình ảnh của một học viên Pháp Luân Công khi luyện bài tập số 5. Bạn đã tu luyện được 9 năm và có thể tự gác hai chân song bàn mà không cần dùng tay để kéo chân lên. Đây là lần thứ 2 mình nhìn thấy một đồng môn chân dẻo và có thể tự gác song bàn như thế. Thật là tuyệt đúng không các bạn? Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi tu luyện Pháp Luân Công là tu dưỡng tâm tính bản thân theo nguyên lý chân thiện nhẫn để trở thành người tốt và tốt hơn nữa. Nhiều người khi nghe nói tu luyện Pháp Luân Công để trở thành người tốt, liền gạt đi mà nói rằng, tôi là người tốt rồi mà. Thực ra, cái tốt mà mọi người nói ấy là được so sánh chiều theo đạo đức của con người xã hội ngày nay đang ngày càng bại hoại và trượt trên dốc lớn. Tâm tính càng nâng lên, buông bỏ càng nhiều những chấp trước vào danh, lợi, tình và nhiều tính xấu khác của bản thân thì nghiệp lực càng được tiêu trừ, và khi ngồi thiền định bài năm sẽ càng tĩnh, tâm càng thanh tịnh, chân sẽ giảm đau rồi hết đau, đồng nghĩa với việc những bệnh tật của bạn sẽ được tiêu trừ càng nhiều. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công bao gồm luyện 5 bài tập nhẹ nhàng và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai có liên quan mật thiết với nhau, thiếu một trong hai điều thì chưa phải là người tu luyện Pháp Luân Công chân chính. Hiện nay, đã có hơn 100 triệu người ở 140 quốc gia trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đến từ mọi giai tầng khác nhau trong xã hội. Tất cả họ đều nhận được những lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần từ môn tu luyện Phật gia thượng thừa này.